bảy cách nhìn người kiệt xuất của Gia Cát Lượng Dù có nhiều cái nhìn về Gia Cát Lượng, nhưng ông vẫn là nhà chính trị, nhà chiến lược, nhà quân sự thiên tài. Sự kiệt xuất của ông khiến cho kẻ thù cũng phải kính nể. Trong số những tư tưởng vượt trội của khổng minh, bảy tiêu chuẩn chọn hiện tại của ông vẫn còn nguyên giá trị. Sau đây là bảy cách dùng người của Gia Cát Lượng. một vấn chi dĩ thị phi nhi quan kỳ trí nghĩa là hỏi họ về điều phải lẽ trái để xem xét chi hướng của họ muốn trọng dụng một người trước tiên phải biết được ý chí lập trường của người ấy ra sao nếu như đối phương lẫn lộn giữa điều phải lẽ trái hoặc mơ hồ giữa cái đúng cái sai lập lờ trắng đen thì quyết không thể giao phó trọng trách bởi lẽ con người này không vững vàng không kiên định về lập trường dễ đổi trắng thay đen dễ phản trắc Chí hướng là động lực thúc đẩy con người tiến lên. Người không có chí hướng thì không thể làm nên việc lớn. Người không có chí hướng chẳng khác gì. Người đi đêm không có trăng sao. Người đi biển không có ngọn hải đăng. Bởi vậy, biết rõ được chí hướng của con người thì sẽ đánh giá được ý chí của họ. Không chỉ Trung Quốc, tại nhiều nước trên thế giới, phần lớn những nhà chính trị, nhà chiến lược, nhà quân sự nổi tiếng đều có chí hướng ngay từ khi tuổi còn nhỏ. 2 cùng chi diễn từ biện nhi quan kỳ biển. Nghĩa là đưa ra nhiều câu hỏi, lý lẽ để dồn họ vào thế đường cùng, xem khả năng ứng biến đối phó với các tình huống của họ. Biến ở đây là chỉ khả năng ứng phó năng động khi chọn người, và các lượng thường dồn dập đưa ra những lý lẽ, những tình huống để dồn họ vào thế đường cùng, thế bí nhằm xem xét khả năng đối phó và ứng biến của đối phương. Người có khả năng ứng biến giỏi, nhất là các tướng cầm quân khi bị dồn vào thế đường cùng, họ ác sẽ biết cách ứng phó, biến chuyển bại thành thắng, biết mở cho mình con đường sống. Người xưa có câu, sơn trùng thủy phục, nghi vô lộ, liễu ông hoa minh hữu nhất thôn, nghĩa là trong thế đường cùng bốn bề sông núi tưởng không lối thoát, nhưng người biết ứng biến, năng động vẫn có thể mở ra lối thoát tới nơi rực rỡ, đề hoa. 3. Tư chi dị kế mưu nhi quan kỳ thức, nghĩa là dùng mưu kế của mình để tham khảo những mưu kế sách được của đối phương, thông qua đó có thể đánh giá được những kiến thức của đối phương. 4. Cáo chi dị nàng nhi quan kỳ dũng, nghĩa là đặt ra những tình huống gian nguy, khó khăn để đánh giá sự dũng cảm của đối phương, nhất là đối với những tướng cầm quân ngoài mặt trận. Thời cổ đại, hai tiêu chuẩn rất quan trọng đối với tướng lĩnh là trung, dũng tức là trung thành và dũng cảm người trung quốc xưa có câu hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng nghĩa là hai đối thủ gặp nhau trên con đường độc đạo người dũng cảm sẽ chiến thắng khi lựa chọn hiện tại thì gia cát lượng thường đưa ra những nghịch cảnh khó khăn gian nguy để thử thách sự dũng cảm của họ bởi lúc lâm nguy tinh thần dũng cảm vô cùng quan trọng khắc phục một khó khăn có thể dễ dàng nhưng khắc phục 10 hay 100 khó khăn chăn quy liên tiếp đòi hỏi con người ta phải có tinh thần dũng cảm vô song. Một nhà triết học người Đức từng nói, chỉ có con người nào đã từng trải qua sự dày vò của địa ngục thì mới có được đủ sức mạnh để xây dựng được thiên đường. 5. Tuyến chi, dĩ tử, nhi quan kỳ tính Gia các Lượng cho rằng, đối phương uống rượu say để đánh giá tính tình, thực tâm của họ Rượu là chất kích thích, khi bị say thì vỏ đại não bị tê dại. Có người khi ấy bị mất lý tính, không còn ý thức được những hành vi của mình, nên lời nói của họ không chút dấu giếm mà rất thật lòng. Từ đó, ra các Lượng đánh giá đúng thực chất tâm tính của đối phương. 6. Lâm chi dĩ lợi như quan kỳ liêm Nghĩa là dành cho họ nhiều tiền tài bổng lộc thậm chí là hứa trao cho họ trọng trách để đánh giá sự liêm khiết hay lòng tham lam của họ bản tính của con người thường có máu tham, hám lợi, tham tiền, nhất là những người làm quan và giữ trọng trách lớn. Gia Cát Lượng cho rằng, một người liêm khiết thường có những đặc điểm như trung thành vô hạn, làm việc liêm khiết vô tư, thấu hiểu nỗi khổ của dân chúng, chú trọng tiết kiệm, không hám giàu sang, không mê tự sắc, tự khép mình vào kỷ luật. Khi làm thừa tướng nước thuộc, Gia Cát Lượng đưa ra nhiều đạo luật nghiêm khắc, nhưng không ai phàn nàn oán dân ông nửa lời bởi bản thân của ông rất gương mẫu, rất liêm khiết. Nước thuộc khi đó có nhiều quan thanh liêm và tướng tài như Vận, Tượng Uyển, Đỗng Hòa, Lưu Ba, Đổng Doãn, Dương Hồng. Thực tế cũng cho thấy cổ kim đông tê, người nào vượt lên sự cám dỗ của tiền tài danh vọng, thường là những quan thanh liêm được lòng dân và góp phần cho đất nước hương thịnh. 7. Kỳ chi dĩ sự nhi quan kỳ tính tức là giao việc cho họ để xem lời họ hứa so với thực tế làm việc ra sao từ đó đánh giá chữ tính của họ. gia Cát lượng cho rằng ngôn nhi vô tính, bất tri kỳ khả giả, tức là một người chỉ biết nói suông không đi đôi với việc làm là người không có chữ tính. bởi vậy có câu thính kỳ ngôn quan kỳ hành, tức là nghe họ nói không đủ mà phải xem họ làm như thế nào. quốc vô tính bất hưng nhân vô tính bất lập. Một đất nước mà không có chữ tính với các nước khác thì không thể hưng trình. Một người không có chữ tính với mọi người thì không thể lập nghiệp. Năm bài học giá trị muôn đời của Gia Cát Lượng Những bài học mà Gia Cát Lượng gửi gắm cho con cháu thông qua hai bức thư ngắn của mình đã trở thành tiền đề cho phương pháp dạy con của các bậc phụ huynh thời nay. Gia Cát Lượng, tên tự là Khổng Minh, hiệu là Hòa Long Tiên Sinh, là một nhà chính trị, là nhà quân sự kiệt xuất của Trung Quốc trong thời Tam Quốc. Ông là một nhà ngoại giao cử phát và cũng là một nhà phát minh tài năng. Ông đã sáng tạo ra bát trận đồ, tức là hình vẽ tám trận, nỏ gia cát, tức là nỏ liên châu, một lúc bắn nhiều mũi tên, một lưu ngư mã, tức là trâu gỗ ngựa máy, thiết bị giao thông, đèn lồng khổng minh, khinh khí cầu phát tín hiệu quân sự và món màn thầu nổi tiếng. Giá Cát Lượng không chỉ được công nhận là một trong những chiến lược gia vĩ đại và xuất sắc nhất thời đại ấy, ông còn nổi tiếng là người đàn ông chung thủy yêu vợ thương con. Những bài học mà ông gửi gắm cho con cháu thông qua hai bức thư ngắn của mình đã trở thành tiền đề cho phương pháp dạy con của các bậc phụ huynh thời nay. Bài học về chữ tỉnh, phẩm hạnh của con người đức tài toàn vẹn là dựa vào nội tâm an tĩnh tinh lực tập trung để tu dưỡng thân và tâm là dựa vào tác phong giản dị để bồi dưỡng phẩm đức. Không xem nhẹ danh lợi thế tục thì không thể xác định được chí hướng của bản thân mình. Thân tâm không tĩnh lặng thì không thể có lý tưởng cao xa. Gia Cát Lường để lại cho con cháu hai bức thư, mỗi bức thư chưa quá 90 chữ nhưng lại bao hàm những lời răng dạy sâu sắc. Con người trong cuộc sống vội vã hiện nay thật khó để tìm được cho mình chữ tỉnh nội tâm phải tỉnh thì mới có thể tu dưỡng tâm và thân. Tinh thần lúc nào cũng phải tập trung thì mới có thể tìm được phương hướng đúng đắn cho bản thân mình. Nếu như không tỉnh, con người ta dễ bị đánh bại bởi lời dèm pha tác động của bên ngoài, dễ bị mua chuộc bởi những cái lời trước mắt để dễ vụt mất đi lý tưởng và thành công. Vì vậy, ngay từ nhỏ thì trẻ em nên được rèn luyện khả năng tập trung, nên học chữ tỉnh trước khi bắt đầu học những trí thức khác tỉnh cũng bao gồm cả khả năng kiểm soát bản thân và tiết chế cảm xúc. Với các lượng viết, nói năng tùy tuyện và nóng nảy cáo gắt thì không thể bồi dưỡng tính tình. Tác phong, lời nói là những căn cứ để đánh giá được phẩm chất của một con người. Một nhà tâm lý học đã nói rằng, thói quen quyết định tính cách, tính cách quyết định vận mệnh của con người. Vì vậy, các bậc phụ huynh không nên để trẻ có thói quen cáo gắt, phản ứng thái quá và đặc biệt là coi trọng việc giáo dục lễ độ trong cư xử học tập không ngừng để hoàn thiện bản thân. Gia Cát Lượng cho rằng, học tập thì cần phải chuyên tâm ý chí, để phát triển tài năng thì cần phải học tập khắc khổ, không nỗ lực học tập thì không thể phát triển được tài trí, không xác định rõ được chí hướng thì không thể thành công trong học tập. Học tập không ngừng là cách cơ bản nhất để hoàn thiện bản thân, nhưng học chỉ ở trường là không đủ, mà chúng ta cần phải học trong trợ đời sống, học từ người khác trong quá trình học tập thì ý chí quyết tâm, sự kiên trì, nỗ lực là những yếu tố rất quan trọng để chúng ta đạt được mục đích cuối cùng của sự học. Các bậc phụ huynh cần tạo cho trẻ em sự hứng thú với học tập, tìm tòi và rèn luyện tính kiên trì ngay từ những ngày đầu tới trường. Kiên trì chưa chắc đã thành công, nhưng người không kiên trì thì chắc chắn không bao giờ đi được đến thành công. 3. tận dụng thời gian Thời gian là thứ tài sản vô giá mà khi mất đi rồi thì sẽ chẳng thế nào lấy lại được. Vì nên gia các lượng mới căn dặn con mình, tuổi tác trôi qua, ý chí hao mòn theo năm tháng thì cuối cùng sẽ như cây khô lá úa mà thôi, không có ích gì cho xã hội. Đến lúc đó thì ngồi trong góc nhà đau buồn than thở có ích gì đâu. Thời thanh xuân quý giá nhưng sẽ trôi đi rất nhanh, sức lực và tinh thần của con người cũng suy yếu dần theo tuổi tác, đó là quy luật của tự nhiên nên chẳng có thể chối bỏ hay kháng cự. Và điều duy nhất chúng ta có thể làm là nắm bắt và tận dụng thời gian. Nhưng lúc còn trẻ thì hãy tự mình theo đuổi thành công, hãy nắm bắt những cơ hội phát triển để khi về già không phải hối tiếc sao cho tuổi xuân chẳng hai lần thấm lại. Dạy con cũng vậy, nên tận dụng thời gian. Nếu chúng ta uống nắng dạy dỗ con kỹ lưỡng ngay từ khi còn nhỏ, thì mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Ai chẳng muốn con mình trưởng thành theo cách thuận lợi nhất, có phẩm chất và giáo dục tốt, vậy thì đừng đợi đến con lúc mới biết rồi thì mới dạy. 4. Thành thật trong tâm hồn Nếu một người không mạnh mẽ và kiên định tâm hồn không thành thật khẳng khái thì anh ta sẽ không thành công, bị cuốn theo thói tục trở nên tầm thường và bị ràng buộc bởi dục vọng là những gì mà Gia các Lượng khuyên dạy về tính trung thực trong bức thư gửi cháu mình. Người trung thực là người có tâm hồn đủ khẳng khái để tránh xa mọi cám dỗ dục vọng của cuộc đời. Cả không kiên định, thẳng thắn ngay với chính bản thân mình thì sẽ khó được người khác tôn trọng. Một đứa trẻ nhất định phải được giáo dục nghiêm khắc về tính trung thực, thành thật thì mới có thể nên người. Một người phải có thể thích ứng được với mọi hoàn cảnh lắng nghe người khác, từ bỏ tính ngờ vực và hẹp hòi khi ấy thì người đó chẳng phải lo rằng mục đích không đạt được. Năm thích nghi với mọi hoàn cảnh. Đây là khả năng được hình thành qua thời gian rèn luyện và các lượng dặn dò con cháu. Một người phải có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh, lắng nghe người khác từ bỏ tính ngờ vực và hẹp hòi. Khi ấy thì người đó chẳng phải lo rằng mục đích không đạt được. Rất nhiều bậc phụ huynh hiện nay đã hiểu được điều này. Họ luôn tìm mọi cơ hội để con mình có thể được tiếp xúc và làm quen với nhiều người, nhiều môi trường sinh hoạt khác nhau. Những đứa trẻ được rèn luyện như vậy sẽ có khả năng giao tiếp và thích nghi rất tốt, rất có ích cho cuộc sống, học tập và làm việc sau này. Gia các Lường để lại cho con cháu hai bức thư. Mỗi bức thư thì chưa quá 90 chữ nhưng lại bao hàm những lời răng dạy sâu sắc qua cách trình bày xúc tích ấy thì ông tiếp tục để lại cho thế hệ đề sau bài học về sức mạnh của việc sử dụng ngôn ngữ hợp lý câu cú càng đơn giản càng mang nhiều nội hàm thể hiện được kiến thức kinh nghiệm uyên thâm của người nói người viết từ xưa đến nay thì người cha luôn là chỗ dựa vững chắc cho những đứa trẻ trong gia đình cách những người đàn ông dạy con trọt nhìn thì thật cứng ngắc khô khan nhưng nếu tìm hiểu thì sẽ thấm được tấm lòng cao cả và tình yêu thương con sâu sắc mà họ gợi gắm qua từng câu chữ và hành động Huyền Bí TV, kênh thông tin tràn lọc về khoa học huyền bí, tiên tri, trấn yểm, lời nguyền, bài học cuộc sống. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.